Xin kính chào quý vị đến với chương trình Lăng Kính 24 giờ. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021, bản tin của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và bây giờ là những tin tức chính có trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Lăng Kính phóng viên, liên kết nhà trường doanh nghiệp, hướng đi tất yếu cho sự phát triển. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra. Gần đây, phong trào hợp tác trường và doanh nghiệp đã nổi lên thành một chuyên đề lớn, tác động đến hầu như các trường đại học. Nhiều nhà trường đã sớm đưa ra các kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp. Việc hợp tác này đã phát huy tối đa thế mạnh của các bên, là một trường đại học với sự năng động sẵn có của các sinh viên. Tuy nhiên, tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, việc làm sao cho các sinh viên có môi trường phát huy bản thân là điều mà các thầy cô ngôi trường này luôn đẩy mạnh. Tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. Bên cạnh những cái giải pháp truyền thống như là thu hút hợp tác doanh nghiệp trong học bổng cho sinh viên, trong việc giới thiệu việc làm, giới thiệu chỗ thực tập, thì chúng tôi còn hợp tác doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Ví dụ như chúng tôi có những ký kết hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp mạnh, đặc biệt các doanh nghiệp là hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế xây dựng của cả nước, nhằm mục đích là tạo ra cái môi trường cho các em học tập rèn luyện các mô hình hợp tác ngày một đi vào chiều sâu hơn và mang lại hiệu quả cao hơn, không đơn giản là cái số lượng doanh nghiệp hợp tác mà còn là chất lượng. Thời gian qua, nhiều trường đại học đã tích cực thực hiện chủ trương hợp tác về khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp trên địa bàn và đã có một số thành công nhất định, nhất là về những đánh giá về sự năng động của sinh viên bởi chính nhà trường và các doanh nghiệp. Tại Trường Đại học Văn Lang, với mô hình hợp tác này cũng đã mang lại nhiều kết quả đáng mừng. Về phía sinh viên, thì đây là giúp cho sinh viên trải nghiệm hơn trong môi trường học tập, trải nghiệm trong môi trường thực tế và nâng cao cái kiến thức chuyên môn trong khi đang ngồi dưới mái trường. Thì đây là một cái điều hết sức là lớn đối với sinh viên, và trong đó vấn đề quan trọng nhất đó là trải nghiệm cái kiến thức chuyên môn trong thực tế để giúp sinh viên khỏi bỡ ngỡ, giúp sinh viên hòa nhập nhanh với cái môi trường làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp. Về phía doanh nghiệp, nhiều nơi sẵn sàng làm nơi đón nhận cho các trường khi chủ động liên kết và mời sinh viên từ các trường về để trao đổi, chia sẻ kiến thức. Từ nhiều năm nay, công ty Porcos đã hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là khoa kỹ thuật xây dựng. Từ những lớp học này, các sinh viên ngành cảng được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng phục vụ cho học tập và công việc. Và khi bọn em có lớp này thì bọn em hiểu rõ hơn và sau này bọn em sẽ biết em định hướng bọn em sẽ làm gì. Em cảm thấy là rất là may mắn khi mà được vô khóa học này, vì khóa học này rất là hữu ích với em, có các chương trình đào tạo mà em chưa biết được. Ở các quốc gia phát triển, hầu hết những cải tiến công nghệ mang lại kết quả kinh tế đều liên quan tới các trường thông qua các hoạt động chia sẻ tri thức, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ như mô hình này. Ngành cảng biển và cơ khí đang là những ngành được nhiều trường đại học chú trọng đầu tư phát triển bởi nhu cầu về nhân lực đang tăng lên từng ngày. Cái nhu cầu đối với lao động đối với từng ngành nghề nó sẽ khác biệt, nhưng có một số ngành nó sẽ thay đổi và có xu hướng tăng cao, mà trong đó đặc biệt là có ngành kỹ thuật công nghệ là có nhu cầu là rất cao.